vị, thưa bà con nông dân, chăm sóc cà phê tốt trong giai đoạn nuôi trái thì sẽ giúp cho trái được chắc hạt và đạt được năng suất chất lượng cao. Vậy thì như thế nào được coi là canh tác thông minh đối với chăm sóc cà phê trong giai đoạn nuôi trái? Tất cả những nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Mặt trời mới cùng nhà nông làm giàu hôm nay. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Đắk Nông phối hợp với công ty phân bón Mặt trời mới thực hiện. Tuy nhiên trước tiên thì xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với một nông dân trồng cà phê để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về những vấn đề mà người nông dân đang gặp phải. Xin chào sĩ. Sĩ đang đi thăm vườn phải không ạ? Dạ, em đang đi tỉa cành để coi xem cây cà phê của mình có nấm bệnh hay không để em cho mùa vụ ạ. Ngoài việc đi tỉa cành này thì chăm sóc cà phê trong giai đoạn nuôi trái này ấy, thì sĩ thường làm gì? Dạ, thường thường thì em sẽ bỏ phân theo thời vụ. Dạ, cứ đầu năm thì qua mùa khô thì khoảng tháng 3, tháng 4 là bắt đầu bỏ một đợt phân và cho tới giờ này thì bỏ đợt thứ hai và chuẩn bị bỏ đợt nữa để cho trái chín và mình thu hoạch đến mùa thu hoạch. Khoảng một tháng nữa là bắt đầu là đến mùa thu hoạch trái cà phê này. Chăm sóc cà phê ở trong giai đoạn nuôi trái này thì sĩ có gặp vấn đề khó khăn gì mà chưa thể tìm ra được giải pháp không? Dạ, thì như bây giờ thì cũng mùa này thì cũng khó khăn là cái là nấm thôi. Nấm là mình nó hay bị rụng trái non, nấm là mình đây như nấm đây rụng là trái non là giờ đang đi chuẩn bị khắc phục rụng trái như thế này để em cho thời vụ là chín được đạt năng suất hơn, cho đến lúc thu hoạch nó được năng suất hơn là mình để nó. Vâng. Vâng, trước hết thì Thanh Thúy xin được giới thiệu với quý vị khán giả, bà con nông dân và anh Sĩ, hai chuyên gia nông nghiệp tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin được giới thiệu anh Đỗ Văn Trung đến từ Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên. Và xin giới thiệu kỹ sư Nguyễn Văn Đạo là giám đốc truyền thông của công ty phân bón Mặt trời mới. Vâng, trước hết câu hỏi đầu tiên thì xin phép được dành cho Thạc sĩ Trung ạ. Vâng, thưa anh, là hiện tại ở thời điểm này khi mà đến thăm vườn của anh Sĩ thì anh cảm nhận về vườn cây như thế nào ạ? Kính thưa bà con cũng như anh Sĩ thì sau quan sát cái vườn cà phê của anh Sĩ thì tôi có một số nhận xét như sau. Thứ nhất là với cái đất trồng cà phê đây là đất xoài đá nhỏ thì cái đất này thì cần phải bổ sung cái nguồn hữu cơ hàng năm rất nhiều để cho giúp cho cái bộ rễ cây cà phê phát triển tốt, để giúp cho cái quá trình ra hoa đậu quả cũng như tạo năng suất chất lượng cho cây cà phê và trên vườn cà phê của anh thì nó mới tốt được. Đặc biệt là nếu như chúng ta trong cái giai đoạn vật tư phân bón rất là cao, với cái chi phí mà bỏ ra rất lớn thì chúng ta có thể là lợi dụng các cái cây cỏ mọc tự nhiên trên vườn để chúng ta tận dụng cái nguồn phân hữu cơ sau những cái đợt chúng ta cắt cỏ để chúng ta phục vụ lại cái nguồn hữu cơ cho đất, giúp cho đất càng ngày càng tơi xốp lên. Đấy, thì làm cho cây cà phê nó mới khỏe được. Còn đối với cái hiện trạng này thì do đó là chúng ta thấy là về cái năng suất chất lượng cà phê của năm nay của vườn của anh Sĩ ấy, thì cũng tương đối. Và thứ hai nữa là cũng đã có xuất hiện những cái trái chín bói. Thì thường thường đối với nếu mà cái cà phê mà cái khi mà cái bộ rễ khỏe, chế độ dinh dưỡng tốt, đất có nhiều hữu cơ thì nó sẽ giúp cho quá trình chín của trái sẽ chậm hơn so với những cái vườn mà cái nguồn đất không tốt. Thì do đó làm cho cái chất lượng và nhân của cà phê nó không đạt giống như những cái vườn mà có nhiều hữu cơ, đất tơi xốp. Dạ vâng, sau khi nghe những chia sẻ từ phía Thạc sĩ Trung thì anh Sĩ có điều gì muốn chia sẻ thêm nữa không ạ? Dạ, như Thạc sĩ đã nói đây thì nói chung em cũng thấy cũng đúng rồi nên là em cũng không có gì chia sẻ thêm ạ. Mình có thêm thắc mắc hay gì muốn chia sẻ với chuyên gia không ạ? Dạ cũng có, tại vì cũng nhiều khi là em cũng muốn thắc mắc là nhiều khi trái á, là đó là trong thời điểm này rụng vậy không biết là mình do phân bón hay là thuốc hàng ạ. Dạ vâng, xin mời Thạc sĩ Trung ạ. Vâng, thì kính thưa bà con, thì cái câu hỏi của anh Sĩ, anh hỏi là cái đối với giai đoạn này thì quả cà phê nó cũng đang bị rụng nhiều trên vườn. Thì nó có một trong những cái nguyên nhân sau gây ra hiện tượng rụng quả cà phê. Thứ nhất là về dinh dưỡng. Nếu như mà trong giai đoạn này thì như quý vị đã biết thì tại cái vườn này đã xuất hiện cái quá trình chín bói. Thì cái giai đoạn này cái cây cà phê nó cần cái nguồn dinh dưỡng rất cao, đặc biệt là kali, để nó vào nhân và tạo ra hương vị cho quả cà phê cũng như vào một số cái loại trung vi lượng khác. Trong đó có yếu tố lưu huỳnh cũng là một trong những cái nguyên tố rất quan trọng để làm lên cái chất lượng cà phê,
đặc biệt là những người tham gia cà phê chất lượng cao hay còn gọi là cà phê đặc sản đấy. Thế thì đối với giai đoạn này về dinh dưỡng thì chúng ta nhìn vào, nếu như mà thiếu dinh dưỡng thì nó rụng sinh lý, thì những cái cuống quả thì hầu như nó không có biểu hiện của các vết nấm. Tuy nhiên thì nguyên nhân thứ hai thì đối với giai đoạn là bắt đầu cuối mùa mưa thì cứ mưa nóng ẩm, thì cứ mưa nhỏ xong rồi nắng ẩm, thì cái điều kiện này rất thuận lợi cho các loại nấm phát triển trên cây cà phê, đặc biệt ví dụ như nấm hồng, thám thư và một số loại nấm khác, thì nó tác động lên cái chùm quả. Những cái chùm quả mà dày đóng quả tốt thì nước mưa, khi nó mưa nó xuống nó làm cho quá trình khô nó sẽ chậm hơn so với những cái chùm quả mà thưa trái. Thế thì nó sẽ là nguyên nhân làm cho nấm nó tấn công và nó gây thối các cái cuống quả. Nếu như bị nấm hồng thì chúng ta thấy những cái cành mà bị hoặc cái quả mà bị thì nó có một cái đốm chấm màu trắng giống như đốm chấm màu sữa đấy, thì chúng ta phải quan sát vườn thường xuyên. Hoặc là nấm thán thư thì nó bị nám một khúc ở cuống hoặc ở gần nỗi quả thì nó cũng là nguyên nhân gây rụng. Để giải quyết được nấm thì chúng ta phải thường xuyên làm cành chồi giúp cho cái vườn cà phê, cây cà phê thông thoáng. Đặc biệt là trong giai đoạn cuối mùa mưa này, nếu chúng ta không làm cành chồi thông thoáng thì đó là nguyên nhân và rất dễ đến hiện tượng nấm quả cũng như nấm thân và sẽ làm thiệt hại trên vườn cà phê cho gia chủ. Còn đối với dinh dưỡng thì chúng ta khắc phục bằng cách là đối với giai đoạn này thì chúng ta bón gốc, thì bón phân cho gốc thì nó phải mất từ 7 đến 10 ngày thì mới bắt đầu ăn bổ sung kịp thời. Thì như vậy thì chúng ta bằng cách dùng giải pháp phân bón lá, chúng ta xịt phân bón lá cung cấp các thêm các trung vi lượng và các đa lượng thì nó hấp thụ được ngay, thì để nó giảm, nó cung cấp kịp thời cái dinh dưỡng, yếu tố dinh dưỡng để giúp cho quá trình đóng nhân trong giai đoạn này thì nó ít dụng hơn. Sau đó chúng ta bồi bổ theo cái liệu trình bón gốc cho nó. Thì sau đây thì liên quan đến dinh dưỡng thì cũng mời chuyên gia Đạo chia sẻ thêm cho đồng chí Sĩ. Cảm ơn anh Trung. Kính thưa bà con, như vậy thì có một cái mà cần lưu ý ở cái vườn của anh Sĩ là chúng ta thấy là trái nó chín rất là lọt chọt và nó rụng nữa. Và một cái mà góp ý với anh Sĩ là cái vườn này nó có cái độ nghiêng rất là cao. Tuy nhiên là cái vườn này chúng ta nhìn không có bồn mà không có cái gờ để mà nó chặn nước lại. Cho nên là khi mà chúng ta bón phân thì nó sẽ tuột hết xuống này. Và đặc biệt là mùa mưa này là nó lồi rễ lên, và khi mà gặp nắng bắt đầu là nó sẽ tác động tới rễ, và hiện tượng đó nó làm cho cái trái nó chín lọt chọt, nó chín sớm hoặc là nó rụng rất là nhiều. Cho nên anh Sĩ và bà con lưu ý. Về phân bón cho cái cây cà phê trong cái giai đoạn này thì Mặt Trời Mới chúng tôi có cái công thức phân bón NPK là 14-7-17 cộng TE. Đây là cái công thức quen thuộc mà bà con chúng ta đã sử dụng rất là nhiều ở trên cái thị trường ở Tây Nguyên. Như vậy thì trong đó có những cái công thức này nó hợp lý bổ hổ sung cái kali để cho nó tăng cái kích thước của cái hạt và cái nhân của cái cà phê, và đặc biệt là cái hương vị trong cái TE. Trong đó chúng tôi cũng đã có kali sunfat là cái nguồn từ cái lưu huỳnh, và cũng bổ sung lưu huỳnh trong cái thành phần cái trung vi lượng để làm hỗ trợ cho tăng cái hương vị của cái cây cà phê. Bà con chúng ta lưu ý là đối với những cái vườn như hiện tại bây giờ nuôi trái thì chúng ta bón công thức này với cái liều lượng có thể từ 3 lạng đến 5 lạng tùy theo cái cây cà phê nó cho năng suất là bao nhiêu thì chúng ta cân đối chúng ta bón. Và đặc biệt là những cái vùng mà như đất của anh Sĩ, một là anh phải có cái chắn nước, cái gờ chắn nước bớt, chứ anh nhìn đây nó tụt hết bón, nếu mà bón là mưa cái là tụt hết, như vậy thì cây nó không sử dụng được. Và cái chữa trái cho cái giai đoạn này thì anh chưa kịp làm cái gờ thì những cái nghiêng như thế này thì chúng ta nên bón ở trên này, ví dụ bón cho gốc cà phê ở dưới này thì chúng ta bón ở trên này để là khi có gì thì nó chảy xuống một tí xíu, chứ còn anh bón ở dưới này là nó đi hết. Cho nên mà cuối cùng là ở dưới phía dưới thì nó dư phân, nhưng mà ở trên này nó không có phân. Cho nên giải pháp là chúng ta có thể làm tạo những cái gờ, cái bồn, hoặc là trước kia chúng ta canh tác theo cái đường đồng mức để bảo vệ cái đất chống xói mòn là chủ yếu. Sau đó mới giữ dinh dưỡng, giữ cái rễ, bảo vệ một số vấn đề trong cái sinh lý sinh hóa của đất. Vậy thì em cũng xin phép được đặt câu hỏi hai chuyên gia là giờ về như vườn của em đây thì mình giờ mình xài phân hữu cơ thì mình cái liều lượng hữu cơ như nào để mình cải tạo được cái cây cà nó sẽ ổn định hơn như hiện tại của em đây ạ?
Dạ vâng, với câu hỏi này thì xin phép được dành cho ông Nguyễn Văn Đạo. Và hữu cơ thì Mặt Trời Mới chúng tôi có cái sản phẩm hữu cơ là viên nở có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Đây là một trong những cái nguồn mà chúng tôi cũng đắn đo suy nghĩ nhập từ những cái nguồn có phân có chất lượng tốt, và dưới những cái phân này nó đạt tiêu chuẩn sản xuất cho những cái sản phẩm ví dụ cà phê hoặc là rau là hữu cơ trên thị trường ở trên thế giới, chứ không phải là chỉ là hữu cơ bình thường của chúng ta. Và nguồn hữu cơ thì anh Sĩ cũng như bà con chúng ta ngoài ra còn có thể sử dụng tận dụng từ cái những cái phế phẩm nông nghiệp của chúng ta, ví dụ như vỏ cà phê, ví dụ phân bò, ví dụ như là rác, tất cả những cái đó chúng ta ủ hoài thì chúng ta cũng có thể là bón cho cái vườn của chúng ta, làm cho nó vệ sinh cái môi trường, vừa cái môi trường mà chúng ta tận dụng cái phế phẩm để mà đưa vào cái nông nghiệp, là chúng ta lấy từ cái nông nghiệp, hỗ trợ lại nông nghiệp thì cái hiệu quả nó sẽ cao hơn nữa. Cho nên là có nhiều cái nguồn hữu cơ. Tuy nhiên thì cũng xin giới thiệu bà con là cái nguồn hữu cơ của phần Mặt Trời Mới, nếu bà con không có những cái phụ phẩm thì chúng ta bón cái nguồn từ Mặt Trời Mới, thì đây là một cái sản phẩm có chất lượng, bón nó sẽ tăng một cái giá trị, một cái đồng tiền nó tăng giá trị kinh tế lên, bà con sử dụng cũng rất là hiệu quả. Kính thưa bà con cũng như anh Sĩ, thì để nâng cao cái hiệu quả sử dụng phân bón trên vườn và nâng cao cái chất lượng cũng như năng suất cà phê trên vườn của nhà anh Chí, thì Trung cũng chia sẻ thêm một số cái biện pháp kỹ thuật. Thứ nhất là hiện nay thì đến trên cái hiện trạng vườn này thì cái tỷ lệ cây che bóng cho cái vườn cây cà phê ấy, thì cũng hơi ít, nên là ví dụ cây cà phê chúng ta xuất phát từ cái rừng, từ trong rừng, nên là khi mà đưa về Việt Nam thì với mục đích để năng suất quá cao nên là chúng ta không đưa cái cây che bóng phù hợp. Thì một trong những cái mà giải pháp mà chúng ta giúp cho cái vườn cà phê có cái mật độ cây che bóng phù hợp thì nó cũng giúp cho vườn cà phê có năng suất ổn định hàng năm và chất lượng cà phê nó sẽ cao hơn nhiều so với chúng ta trồng thuần. Thứ hai nữa là trên cái hiện trạng ngay từ ban đầu Trung chia sẻ thì chúng ta đất của anh Sĩ thì rất là dốc, mà không có bồn. Thứ hai nữa lại không có các cái đai gờ cản nước giống như anh Đạo đã chia sẻ. Thì bằng cái giải pháp đó trong cái giai đoạn này, nhanh nhất thì chúng ta có thể là kích thích cho cỏ nó mọc lên càng nhanh càng tốt. Sau đó chúng ta cắt, chúng ta cách gốc khoảng 3 đến 5 phân để giúp cho quá trình mưa thì cái hệ thống cỏ nó sẽ thảm phủ, nó sẽ giữ lại được cái lớp đất màu mà nó không bị rửa trôi. Và thứ hai nữa là chính cái hệ thống thảm phủ thì nó kích thích cho hệ vi sinh vật đất có lợi phát triển, ví dụ như Chico đạt ma hoặc là vi sinh vật phân giải lân, cố định đạm và một số loại khác. Khi nó phát triển thì nó sẽ kìm hãm những cái sâu bệnh hại phổ biến trên cây cà phê, ví dụ nấm hồng, nấm thán tư, đặc biệt là nấm Fusarium gây thối nước thân cũng như là thối rễ tơ trên cây cà phê. Thế thì hàng năm thì có thể là đầu mùa mưa anh Sĩ có thể là ứng dụng công nghệ sinh học là bằng các cái chế phẩm Chico đàn ma, chúng ta mua thêm 1 đến 2 kg về chúng ta kích hoạt bằng 1 kg đường trong 100 lít nước sạch trong cái bồn của chúng ta, nó sạch không có dính thuốc sâu. Sau 48 đến 72 giờ chúng ta xịt sơ qua trên vườn, thì với mục đích như vậy là chúng ta giúp cho vườn có sẵn cái nguồn Chico đã được hoạt hóa ra, nó phân hủy luôn tất cả các rác thải cành lá cà phê cũng như cỏ dại chúng ta cắt nhiều lần trong năm, trong mùa mưa cũng như là nó rụng trong năm, để nó phân hủy nhanh nhất các cái nguồn đấy thành phân hữu cơ hữu dụng và trả lại cho đất, trả lại cho rễ cà phê những cái trung vi lượng và đa lượng mà ở trong các cái nguồn thân xác và thực vật cung cấp lại cho cây cà phê kịp thời, và kích thích cho đất của chúng ta càng ngày càng tơi xốp. Dạ vâng, rất cảm ơn những chia sẻ hết sức cụ thể và hữu ích thiết thực từ phía chuyên gia, và hy vọng rằng là từ những chia sẻ của chương trình thì sẽ giúp cho gia đình anh Sĩ cũng như là quý vị khán giả và bà con nông dân sẽ có thêm thật là nhiều kinh nghiệm để áp dụng vào quá trình canh tác của mình để cho mang đến một mùa vụ cà phê bội thu. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Mặt Trời Mới cùng Nhà Nông Làm Giàu cũng xin được khép lại. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Đắk Nông phối hợp với công ty phân bón Mặt Trời Mới thực hiện. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn anh Sĩ và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.